Bác ước thân xác có thể chia ra để dẫn dắt tất cả các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Theo như nhà cầm quân Hàn Quốc, việc chuyển giao đội UAE Việt Nam cho trợ lý Lee Yong-jin không phải là trốn tránh trách nhiệm. Vòng loại World Cup năm 2022 và SEA Games năm 2019 diễn ra quá sát nhau. Tôi ước thân xác này có thể phân làm đôi để cùng lúc nắm hai đội. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ với VN Express. Tháng 11, đội tuyển quốc gia tranh tài tại vòng loại World Cup năm 2022. Và sau đó, đội UAE sẽ chiến đấu cho mục tiêu huy chương vàng tại SEA Games 30 tại Philippines. Ông Park cho rằng, hiệu quả sẽ không cao nếu như ông đảm nhận cùng một lúc hai đội tuyển. Chiến lược gia người Hàn Quốc vì vậy đã đề nghị VFF để ông cầm đội tuyển. Còn lại thì UAE giao cho trợ lý Lee Yong-jin. Xin khẳng định, tôi không trốn tránh bất cứ giải nào của bóng đá Việt Nam. Tôi được người hâm mộ Việt Nam tin yêu và cổ vũ. Tôi sẽ không đời nào chối bỏ trách nhiệm của mình. Tôi để trợ lý Lee nắm đội UAE dự SEA Games là bởi vì muốn cùng với đội tuyển Việt Nam có thể làm điều gì đó lớn lao tại vòng loại World Cup. Ông Park nói thêm. Theo như ông Lee Dong-jun, người đại diện của huấn luyện viên Park, nhà cầm quân Đồng Hương đã bị kích thích bởi thông tin FIFA có thể tăng số đội tham dự World Cup năm 2022 tại Qatar từ 32 lên 48. Sau khi lọt vào tứ kết ASEAN Cup, huấn luyện viên Park Hang-seo, trợ lý Lee Yong-jin và tôi đã ngồi lại nói chuyện với nhau rất nhiều. Ông Lee cho biết, chúng tôi đều muốn đội tuyển Việt Nam làm được điều gì đó tại vòng loại World Cup sắp tới. Nếu như thành công, các bạn có thể tưởng tượng danh tiếng của bóng đá Việt Nam sẽ vang xa tới đâu. Và để có thể làm được điều này, huấn luyện viên Park cần toàn tâm toàn ý chuẩn bị cho đội tuyển. Ông Lee cũng cho biết, ban đầu huấn luyện viên Park Hang-seo và trợ lý Lee không quan tâm tới SEA Games, bởi đây chỉ là giải đấu ở khu vực Đông Nam Á. Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với VFF và các cầu thủ, họ biết rằng giải đấu này quan trọng với Việt Nam bởi đội chưa từng giành huy chương vàng. Vì vậy mà huấn luyện viên Park Hang-seo phải quan tâm tới sân chơi này. Và ông đã để cánh tay phải Lee sang dẫn dắt đội tuyển UAE. Sắp tới thì trợ lý Lee sẽ phải đảm nhận hai cương vị khác nhau. Ông là trợ lý cho huấn luyện viên Park ở vòng loại giải UEFA châu Á, vòng loại World Cup năm 2022 và là huấn luyện viên trưởng đội UAE tham dự SEA Games. Tuy nhiên, ông Park cũng đã liên hệ để đưa thêm một huấn luyện viên Hàn Quốc sang để hỗ trợ ông Lee. Huấn luyện viên Park Hang-seo: làm được hai điều này, Việt Nam sẽ dự World Cup. Trong những ngày gần đây, huấn luyện viên Park Hang-seo đã bày tỏ mong muốn tập trung phát triển đội tuyển quốc gia với mục tiêu World Cup năm 2022 để lứa UAE Việt Nam tham dự SEA Games 30 cho trợ lý Lee Yong-jin. Đây là sự tính toán cho thấy được tầm nhìn và sự phân phối hết sức hợp lý của vị chiến lược gia người Hàn Quốc. Nói về tham vọng tham dự sân chơi bóng đá lớn nhất hành tinh, vị thuyền trưởng 60 tuổi này cho rằng bóng đá Việt Nam cần đầu tư lớn hơn vào lứa cầu thủ trẻ, với hy vọng phát triển thể lực và thể trạng cho những tài năng tương lai. Chia sẻ với báo chí về điều này, thầy Park cho hay, để duy trì thể lực khỏe mạnh, cần hai yếu tố gồm chế độ ăn uống lành mạnh, cân bằng và phương pháp tập thể dục phù hợp. Tôi hy vọng là với sự phát triển thành công của chương trình sức khỏe Việt Nam và sự tham gia tích cực của người dân, từ đó thì các đội tuyển Việt Nam sẽ ngày càng có nhiều thế hệ các cầu thủ trẻ, có thể lực và tầm vóc tốt hơn để thực hiện hóa giấc mơ World Cup trong tương lai tới. Sắp tới thì huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ bắt tay vào quá trình chuẩn bị cho vòng loại UEFA châu Á năm 2020 diễn ra vào trung tuần tháng 3 tại Hà Nội. Với thành công tại vòng chung kết UEFA châu Á năm 2018, người hâm mộ Việt Nam rất kỳ vọng vào thành tích tại vòng loại lần này. Huấn luyện viên Park Hang-seo mơ đưa đội tuyển Việt Nam dự World Cup có được tăng lương. Người đại diện tiết lộ về mức lương của huấn luyện viên Park Hang-seo sau khi ông thầy người Hàn Quốc tuyên bố muốn cùng đội tuyển Việt Nam gây bất ngờ tại vòng loại World Cup năm 2022. Mới đây thì VFF và huấn luyện viên Park Hang-seo đã thống nhất để trợ lý Lee Yong-jin dẫn dắt đội tuyển UEFA Việt Nam tranh tài môn bóng đá SEA Games 30 vào cuối năm nay tại Philippines. Bất ngờ hơn nữa, thầy Park tiết lộ lý do ông giao UEFA Việt Nam cho thầy Lee là vì muốn tập trung tối đa cùng với đội tuyển Việt Nam dự vòng loại World Cup năm 2022. Tôi hiểu là SEA Games cũng quan trọng thế nào với bóng đá Việt Nam, nhưng tôi không hề có ý
chối bỏ trách nhiệm của mình. Tôi ước mình có thể phân thân để cùng một lúc dẫn dắt cả hai đội tuyển. Vào cuối năm nay, tôi muốn tập trung cùng với đội tuyển Việt Nam làm nên điều gì đó lớn lao tại vòng loại World Cup năm 2022. Huấn luyện viên Park Hang-seo chia sẻ. Theo như người đại diện Lee Dong-jun của huấn luyện viên Park Hang-seo, ông thầy sinh năm 1959, nắm được thông tin vòng chung kết World Cup năm 2022 hoàn toàn có thể tăng số đội tham dự từ 32 lên 48 đội. Huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với đội tuyển Việt Nam ôm mộng lớn ở vòng loại World Cup năm 2022. Thực ra thì mục tiêu kể trên không hề có trong hợp đồng giữa thầy Park và VFF ký hồi tháng 10 năm 2017. Nhưng lời của huấn luyện viên Park Hang-seo, ông mang ơn bóng đá của Việt Nam và ông muốn làm điều gì đó ở vòng loại World Cup năm 2022 sau thành công của giải UEFA châu Á năm 2018, ASEAN năm 2018, AFF Cup năm 2018, rồi là ASEAN Cup năm 2019. Với giấc mơ World Cup, cộng với việc để trợ lý Lee Yong-jin nắm giữ đội UEFA Việt Nam hướng đến tấm huy chương vàng bóng đá SEA Games năm 2019, mức lương của huấn luyện viên Park Hang-seo tăng hay là giảm? Bởi ở bản hợp đồng ban đầu, VFF chỉ giao chỉ tiêu vô địch AFF Cup năm 2018 và giành huy chương vàng SEA Games năm 2019 cho thầy Park. Thông tin từ người đại diện Lee Dong-jun cho hay, mức lương của huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được giữ nguyên theo đúng như hợp đồng đã ký với VFF. Như vậy, thầy Park vẫn cần nhận lương khoảng 22.000 USD một tháng, khoảng 510 triệu đồng một tháng, chưa tính các khoản phí khác cho đến hết tháng 1 năm 2020. Lương của huấn luyện viên Park Hang-seo được cho là do Bầu Đức chi trả cho đến khi ông thầy người Hàn Quốc kết hạn hợp đồng với VFF. Trong khi đó thì lương của huấn luyện viên Lee Yong-jin sẽ được tăng nhẹ sau khi chính thức được bổ nhiệm làm huấn luyện viên trưởng UEFA Việt Nam tham dự SEA Games năm 2019. Ngoài khoản tiền lương phải trả thêm cho huấn luyện viên Lee Yong-jin tăng từ 7.000 USD lên khoảng 10.000 USD trên một tháng, tương đương với 230 triệu đồng trên một tháng, VFF nhiều khả năng còn phải tốn thêm không ít tiền để thuê một trợ lý người Hàn Quốc nữa cho huấn luyện viên Park Hang-seo, chuẩn bị cho chiến dịch vòng loại World Cup năm 2022 cũng như là SEA Games năm 2019. Trợ lý người Hàn Quốc kể trên sẽ do đích thân huấn luyện viên Park Hang-seo chọn để đàm phán hợp đồng với VFF trong thời gian tới. Lãnh đạo VFF cho hay, phải đến tháng 6 năm 2019, trợ lý mới người Hàn Quốc của huấn luyện viên Park Hang-seo mới có thể sang Việt Nam làm việc cùng với thầy Park và thầy Lee. Huấn luyện viên Park Hang-seo được vinh danh Fair Play trọn đời. Thầy Park và các học trò ở đội tuyển Việt Nam được đề cử giải thưởng Fair Play năm 2018 do báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức. Chiều ngày 26 tháng 2, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị tổ chức giải thưởng bóng đá cao thượng năm 2018, đã chính thức công bố top 5 đề cử cá nhân, tập thể sẽ được vinh danh trong đêm gala tổng kết và trao giải thưởng dự kiến được tổ chức vào 19 giờ ngày 11 tháng 3 tại Nhà văn hóa Thanh niên, số 4 đường Phạm Ngọc Thạch, quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Giải thưởng Fair Play năm 2018 được công bố trong đêm gala là kết quả bình chọn từ 158 chuyên gia, các nhà chuyên môn, các giám sát, trọng tài, các bình luận viên và phóng viên theo dõi lĩnh vực bóng đá. Theo như kết quả được công bố, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ được vinh danh Fair Play, thành tựu trọn đời dành cho những người có công đóng góp và ảnh hưởng lớn đến nền bóng đá của nước nhà. Ngoài ra thì ban tổ chức sẽ công bố giải thưởng Fair Play năm 2018 nằm trong 5 đề cử chính thức. Danh hiệu vinh danh Fair Play là thành tựu trọn đời để vinh danh những cá nhân, tập thể có những đóng góp và tầm ảnh hưởng lớn trong bóng đá Việt Nam. Đó cũng là tấm gương để các thế hệ noi theo qua những thành quả nhất định. Danh hiệu này từng được trao cho ông Phạm Huỳnh Tam Lang vì những đóng góp của ông với bóng đá nước nhà. Cầu thủ Phan Văn Tài Em, ông bầu Đoàn Nguyên Đức, người âm thầm đóng góp cho bóng đá Việt Nam những thế hệ cầu thủ tốt qua việc xây dựng học viện rất tốn kém. Ông bầu Trần Anh Tú, người miệt mài tìm một hướng đi cho futsal Việt Nam phát triển lên một tầm cao mới. Ở mùa giải Fair Play năm 2017, huấn luyện viên Park Hang-seo cùng với các học trò ở đội tuyển Việt Nam cũng đã được vinh danh Fair Play với rất nhiều những hình ảnh truyền cảm hứng ở mùa giải U23 châu Á năm 2018 tại Trung Quốc. Dưới đây là top 5 đề cử giải thưởng Fair Play năm 2018. Đầu tiên, các cầu thủ U23 Việt Nam, Cao Tuyết giúp cho tiền vệ Nguyễn Quang Hải thuận lợi trong việc lập siêu phẩm,
cầu vồng tuyết vào lưới Uzbekistan trong trận chung kết giải U23 châu Á năm 2018. Thứ hai là bốn cầu thủ Bùi Tiến Dũng, Đoàn Văn Hậu, Hà Đức Chinh và Nguyễn Quang Hải tham gia chương trình Điều ước thứ 7, thực hiện hóa giấc mơ bé nhỏ của em bé Tôm bị ung thư não từ khi mới 33 tháng tuổi. Thứ ba là hậu vệ Đỗ Duy Mạnh cắm cờ Tổ quốc trên đỉnh tuyết sân Thường Châu sau trận chung kết giải U23 châu Á. Thứ tư là tập thể đội tuyển Việt Nam mừng bàn thắng trận Việt Nam và Campuchia tại AFF Cup năm 2018 với chiếc áo số 9 của Nguyễn Văn Tài để chia sẻ với nỗi đau của đồng đội, không may bị chấn thương, không thể ra sân. Cuối cùng trong danh sách là tiền đạo Nguyễn Anh Đức, can ngăn khán giả quá khích trên khán đài, ném chai và vật lạ xuống sân, phản ứng trọng tài bỏ qua pha bóng của Công Phượng bị đánh nguội trong trận vòng bảng Việt Nam-Malaysia tại AFF Cup năm 2018.